Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay chúng ta đang có mặt ở tại cây Bồ Đề Thiên với tên gọi là cây Bồ Đề Ananda. Sở dĩ cây Bồ Đề mang tên của vị thánh đệ tử là thư ký riêng của Đức Phật là vì trong một mùa ăn cư kiết hạ nọ, Đức Phật quyết định không nhập hạ tại chùa Kỳ Viên mà nhập hạ ở một nơi mới, nhằm tạo điều kiện cho quần chúng ở nơi mới đó biết được Đức Phật, biết được chánh pháp, biết được tăng đoàn. Vì sau nhiều năm tu học dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, ngày nào, tháng nào, năm nào cũng nghe Đức Phật thuyết giảng chân lý, tất cả đệ tử của Ngài đó không muốn rời khỏi Ngài. Nhưng mà vì năm đó đó Đức Phật làm đạo ở nơi xa, cho nên Ngài quyết định đó trong 3 tháng ăn cư rời khỏi nơi này. Ngài Ananda đề xuất với Đức Phật rằng đó, trong suốt 90 ngày không có mặt của Đức Phật tại đây thì tăng đoàn và Phật tử rất nhớ Ngài, cho nên xin phép Ngài đó cho chiếc nhánh cây Bồ Đề gốc ở tại Bồ Đề Đạo Tràng để trồng ở vị trí này. Và Đức Phật đã nhận lời. Tăng đoàn đã thỉnh cử Ngài Mục Kiền Liên chiếc nhánh và đem về đây. Lễ trồng cây Bồ Đề đó diễn ra vào trước mùa an cư kiết hạ khoảng chừng vài ba hôm. Và lúc đó đó thì khách quý có Đức Vua Ba Tư Nặc chỉ về nước Xá Huệ này, và Đại Tỷ Phú Cấp Cô Độc, người phát tâm xây dựng chùa Kỳ Viên, cũng như là nhiều quan tước ở trong triều đình, 1.250 vị tỳ kheo cũng như là hàng ngàn các Phật tử đã có mặt trong cái ngày lễ tốt đẹp đó. Thì đại chúng theo đề nghị của cư sĩ Cấp Cô Độc thỉnh mời Đức Vua Ba Tư Nặc làm khách danh dự để trồng cây Bồ Đề. Đức Phật đã nói rằng là hãy để cho tăng đoàn trồng, vì cây Bồ Đề là biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo, của sự giác ngộ. Và sau đó đó thì lễ trồng cây Bồ Đề được diễn ra. Sau khi trồng cây Bồ Đề xong trong ngày hôm đó và suốt đêm hôm đó đó, Đức Phật đã ngồi thiền trong tĩnh lặng cùng với 1.250 vị tỳ kheo tại đây. Không gian thật là yên lắng, chánh niệm tỉnh thức phủ trùm tất cả các cây cỏ và thảo mộc ở trong khu vườn kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên này. Và sáng hôm sau đó thì Đức Phật mới lên đường. Thì nhân cái sự kiện này đó, chúng ta có thể rút ra được một số bài học rất là quan trọng như sau. Thứ nhất, cái ngôi chùa Kỳ Viên và nơi mà chúng ta đang có mặt đó là do cư sĩ Cấp Cô Độc cúng, là vì ông á trọng đức khinh tài. Sau khi giác ngộ chân lý, được nghe Đức Phật thuyết giảng ở tại nước Ma Kiệt Đà trong một cái dịp tình cờ, thì cư sĩ Cấp Cô Độc muốn rằng đó là tại nước của mình, quê của mình cũng có một ngôi chùa thật là lớn được xây dựng để làm nơi đó là đào tạo tăng tài, từ đó đó truyền bá chân lý Phật đến khắp nơi trên thế giới. Do đó đó ông đã mua khu đất này với một cái giá rất là đắt, mà trên thực tế đó lúc đó Thái Tử Kỳ Đà chỉ muốn đó là nói chơi thôi, chứ không có nghĩ rằng là ai đủ tiền mà mua được. Đó là yêu cầu nếu ai có đủ tiền vàng đó rải trên mặt đất của khu vườn này đó thì cái đó trở thành là chủ sở hữu. Sợ Thái Tử rút lời, cho nên cư sĩ Cấp Cô Độc đã làm công việc này. Động lòng trước sự phát tâm đó đó, thì Thái Tử Kỳ Đà đó đã thưa cư sĩ Cấp Cô Độc không cần phải rải vàng nữa. Hai người cùng chia cái cơ hội cúng dường. Số tiền vàng đó vô đó là đã đủ, phần còn lại đó thì Thái Tử Kỳ Đà cùng dâng cúng cho Đức Phật. Như vậy khi một người mà trọng đức kinh tài, làm việc nghĩa, làm việc đạo, bỏ tịnh tài, bỏ công sức, bỏ chất xám, bỏ thời gian để làm việc nghĩa lợi chung cho cộng đồng đó, thì lúc đó đó tất cả những người khác đó, người ta sẽ phát tâm theo. Giống như có một con chim đầu đàn
bay về hướng nào, các thành viên chim ở trong đàn đó đó sẽ cùng cất cánh bay theo hướng đó. Như vậy trọng đức khinh tài đó là một đức tính cao quý mà cư sĩ Cấp Cô Độc đã có được. Nhờ đó đó ông đã gián tiếp cảm hóa được Thái tử Kỳ Đà, và Thái tử Kỳ Đà từ đó đó đã trở thành bạn tâm giao của ông. Như vậy trong quá trình làm Phật sự, làm việc thiện, chúng ta hãy tin tưởng đi, cứ phát tâm lành, phát tâm từ bi, phát tâm Bồ Đề, thì trước sau gì chúng ta cũng có người đồng hành. Lúc đầu có thể gặp trở ngại, nhưng về sau đó mọi việc sẽ hanh thông. Điều hai, biểu tượng Đức Phật lịch sử là cây Bồ Đề. Tương truyền rằng đó là thời Đức Phật đã có làm tượng hoặc là vẽ tranh Đức Phật. Giả thuyết này là hoàn toàn không đúng. Chúng ta thấy là qua cái điển tích của câu chuyện cây Bồ Đề Ananda, thì biểu tượng để cho tăng đoàn và Phật tử nhớ Đức Phật đó là cây Bồ Đề. Vì ngồi dưới đó tại Bồ Đề Đạo Tràng suốt 49 ngày mà Đức Phật đã giác ngộ, trở thành là bậc tuệ giác đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Như vậy cây Bồ Đề đã trở thành là một cái vật tín ngưỡng rất quan trọng trong lịch sử truyền bá tư tưởng của Phật giáo tại Ấn Độ, và sau đó đã ảnh hưởng đến Tích Lan, Biên Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Cây Bồ Đề này là chiếc nhánh gốc từ cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, và nó được xem là biểu tượng của Đức Phật, biểu tượng của bậc giác ngộ, biểu tượng của bậc đại vĩ nhân tỉnh thức đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Vì đó chúng ta học là khi thờ Đức Phật là nhớ đến biểu tượng Bồ Đề, biểu tượng giác ngộ, biểu tượng tỉnh thức, chứ không phải chỉ dừng lại ở góc độ tín ngưỡng đơn thuần. Và điều đó đó nó sẽ làm cho chúng ta hướng đến sự giác ngộ, phát tâm Bồ Đề lớn, và làm những việc Phật sự đó cũng trên nền tảng của sự phát tâm Bồ Đề này. Điều thứ ba, đây cũng là nơi mà Đức Phật đó đã độ cho Angulimala từ một vị bạo động, bạo lực, khủng bố trở thành một vị thánh A-la-hán. Từ đó chúng ta rút ra cho mình một bài học, đó là nghiệp quá khứ có thể chuyển hóa được, có thể chuyển nghiệp được, có thể thay thế được. Và sự chuyển nghiệp theo tinh thần Phật dạy đó là gieo vào trong cuộc sống này những hành động mới, những đạo đức mới, những giá trị thiện ích mới, ngược lại với các nghiệp cũ trong quá khứ. Thì quy luật của nhân quả là gì? Là các nhân đối lập nhau thì loại trừ nhau, cái còn lại chính là kết quả. Và nhờ đó đó chúng ta sẽ vượt qua được các mặc cảm tự ti về một đời sống quá khứ mà có thể nó có những vết nhơ, nó có những cái chấm đen, nó có những điều bất toàn, nó có những điều chưa như ý. Ngoài ra, tại cái Bồ Đề Thiên và khuôn viên của chùa Kỳ Viên này đó, thì chúng ta biết rằng đó là còn có tháp của Đại Thánh A-la-hán Siva Lý, và trong Phật giáo Nam truyền được xem là biểu tượng của tài lộc. Thì những người theo Phật giáo Nam truyền đó, khi đến đây đối diện với cây Bồ Đề đó là có tháp của Ngài, người ta đều nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất. Mà một trong những điều nguyện cầu mà họ muốn đó, đó là cái phước tài sản và phước thuận duyên. Đại La A-la-hán Siva Lý là biểu tượng cao nhất về lĩnh vực này. Và để làm được công việc đó đó, thì Đức Phật khuyên mỗi người phải biết kiệm phước, tu phước, cúng dường phước để tạo dựng công đức và phước báo cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Nhờ gieo những chánh nhân đó thì những nguyện ước chúng ta về việc phước báo sẽ chắc chắn được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì đó là câu chuyện ngắn về cây Bồ Đề mang tên Ananda và điển tích của ngôi chùa Kỳ Viên được cư sĩ Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng cho Đức Phật. Nhờ đó mà Đức Phật rất hài lòng ở đây đó, làm đạo, đào tạo nhân tài, truyền bá Phật pháp trên toàn cõi Ấn Độ suốt 24 năm và 9 tháng. Chỉ có 3 tháng Đức Phật đi nhập hạ ở một nơi mới thôi, còn thời gian còn lại là Đức Phật đều dừng chân tại đây. Và cũng nhờ đó mà là hàng ngàn các bài kinh
trong tạng Bali đã được hình thành và góp phần tạo ra một cái nền minh triết lớn nhất ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Có mặt tại đây, chúng ta hãy bắt chước cư sĩ Cấp Cô Độc để trở thành những vị tỷ phú con, để trở thành những vị gọi là có tâm từ bi lớn, có tâm thương đời lớn, có tâm phụng sự lớn và làm lợi ích cho con người và nhân sinh. Người nam hãy phát tâm là cư sĩ nam Cấp Cô Độc, người nữ thì hãy phát tâm là Cấp Cô Độc nữ, để làm cho đạo Phật đó ngày càng được phát triển và thịnh vượng ở trên cuộc đời này. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.